Tại buổi họp báo, vấn đề về luật đất đai sửa đổi mới được thông qua đã nhận được sự quan tâm lớn của các phóng viên. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, với việc thông qua luật đất đai sửa đổi, Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp hết sức quan trọng của nhiệm kỳ. Trước sự băn khoăn về lý do Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi vào kỳ họp bất thường mà không phải kỳ họp thường kỳ, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, dù là kỳ bất thường hay thường kỳ thì giá trị pháp lý cũng như nhau. Kỳ họp bất thường hay kỳ họp thường kỳ thì có giá trị pháp lý như nhau và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn như nhau. Do đó mà không thể nói là kỳ họp bất thường không thông qua luật. Vấn đề khi mà đã chín, đã rõ và đã được đồng thuận thì không có lý do gì ta không thông qua. Nếu chúng ta để lại cái luật đất đai hay cái luật tổ chức tín dụng để đến tháng 5 này mới thông qua thì nó sẽ chậm cái sự phát triển. Và đặc biệt là nhất là cái quản trị quốc gia liên quan đến lĩnh vực này. Đúng ạ, khi ban hành luật thì từ đó có cái thời gian để các cơ quan chuẩn bị các nghị định để khi luật có hiệu lực thi hành. Mà rõ ràng nếu mà để tháng 5 thì có nghĩa ta bị chậm lại 6 tháng, mà trong cái đó đòi hỏi của thực tiễn, cái mong muốn của cử tri và nhân dân cũng như là cái yêu cầu về mặt thể chế, nghị quyết của Đảng là chúng ta sẽ bị chậm. Thế do đó mà chúng ta thông qua một cách bình thường và không có vấn đề gì cả. Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược lâu dài.